Đầu tiên tôi xin giới thiệu với các quý vị là như thế nào gọi là khái niệm là siêu âm trong hồi sức cấp cứu. Bởi vì trước khi mà chúng ta học từng một cái topic nhỏ trong cái chương trình này thì chúng ta phải có một cái nhìn tổng thể về vấn đề, chứ biết nó là cái gì đấy ạ. Thì hy vọng là sau bài này chúng ta sẽ hiểu cả cái con đường chúng ta đi nó sẽ như thế nào. Thì đây là cái cuộc trò chuyện rất là đặc biệt, nói chuyện rất là đặc biệt giữa tác giả là Bill Brown. Tất cả chúng ta đều biết là có một cái hai cái quyển sách về HBG, ông biết chỉ là thầy nói chuyện với lại là giáo sư Navas Zagat của bệnh viện Mount Sinai New York. Thì đây là một cái bài phỏng vấn trên đăng trên tạp chí Cardiology, JAMA Cardiology năm 2018. Thì ngay cả ông ấy, một người rất là già rồi và rất ít nói về gọi là tích hợp giữa bác sĩ lâm sàng thực hiện siêu âm, bởi vì trong tim mạch thì họ có một cái khái niệm rằng là siêu âm tim chỉ được thực hiện ở echo lab, nó tách biệt hoàn toàn với lại việc các bác sĩ lâm sàng thực hiện siêu âm. Thì ông ấy nói rằng là gì, trước đây chúng ta vẫn nghe cái khái niệm gọi là nhìn sờ gõ nghe, và đây là bốn cái trụ cột chính khi trong một quá trình chẩn đoán cũng như là tìm kiếm một cái lời giải đáp cũng như là một biện pháp điều trị cho bệnh nhân. Thì hiện nay ông ấy nói rằng gì, đã đến cái thời điểm chúng ta phải cho một ghép thêm một cái mảnh ghép thứ năm, một cái cột thứ năm. Và cái cột thứ năm này đó là gì, đó chính là siêu âm tại giường được tích hợp vào trong cái khám lâm sàng cho các bệnh nhân tim mạch và các bệnh nhân tim mạch. Và đây là một cái sự, bởi vì các bác sĩ tim mạch là một người rất là bảo thủ với cái khái niệm đó. Bác sĩ hồi sức thì đã thực hiện cái khái niệm này từ lâu rồi, nhưng mà bác sĩ tim mạch đến năm 2018 họ đã phải công nhận rằng là nhìn sờ gõ nghe là không đủ đối với một bệnh nhân tim mạch. Thì đấy là trong tim mạch. Thì vậy thì cái điểm chính của cái siêu âm trong hồi sức cấp cứu nó là gì? Nó là siêu âm theo mục tiêu và do bác sĩ lâm sàng, cái bác sĩ hồi sức cấp cứu thực hiện ở tại giường bệnh nhân. Và nó có một mục tiêu rất là rõ ràng, đó là trả lời một câu hỏi cụ thể cho vấn đề chẩn đoán, theo dõi đáp ứng điều trị và hướng dẫn thủ thuật. Ba cái lĩnh vực áp dụng rất là rõ ràng. Và cái điều kiện để áp dụng nó đó là gì? Các bác sĩ hồi sức phải được, đầu tiên là phải được đào tạo theo cái chương trình riêng biệt và áp dụng trong các bệnh cảnh đặc biệt trong hồi sức và cấp cứu, tức là những bệnh lý cấp tính hoặc là đe dọa tính mạng. Và điều kiện thứ hai đó là chúng ta phải có một hệ thống máy siêu âm tại giường và chuyên biệt chỉ cho hồi sức và cấp cứu, tức là hệ thống máy siêu âm mà giống như cái laptop của chúng ta ở tại giường, chứ không phải là những cái máy siêu âm mà nó phức tạp và nó rất là nặng và cồng kềnh ở các khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc ở trong các echo lab. Thì đấy là cái những điểm chính về cái siêu âm trong hồi sức cấp cứu. Vậy thì cái lịch sử phát triển của nó như thế nào, chúng ta cần xem lại từ đầu. Rồi khởi đầu những năm 1994 thì tất cả mọi người đều đặt câu hỏi rằng cái việc mà bác sĩ lâm sàng thực hiện khái niệm siêu âm trong hồi sức cấp cứu là điều có thể thực hiện được không, và điều đó luôn luôn là cái gì đó là có thể thực hiện được đấy không cho đến khi mà nó được thực hiện. Vậy thì cái xu hướng của nó sẽ là như thế nào? Là từ những năm 60 thì siêu âm đã được áp dụng vào trong tim mạch, sau đó như đến những năm 1900 thì nó đã bắt được vào áp dụng vào trong hồi sức cấp cứu, trong hồi sức, trong cấp cứu, trong gây mê. Và đến khoảng năm 2000 thì nhi khoa đã không nằm ngoài khái niệm này và nó đã được tích hợp vào trong siêu âm ở trong nhi khoa. Vậy thì cụ thể như thế nào trong nhi khoa? Thì khái niệm mà siêu âm trong hồi sức cấp cứu thì ACES là cái hội cấp cứu của Mỹ, họ đã ủng hộ cái chương trình là tất cả các bác sĩ nội trú của Mỹ về cấp cứu được đào tạo và áp dụng focus quantified ultrasound. Tiếp theo đến năm 2001 thì cái hội nội khoa Hoa Kỳ mà họ chuyên môn cấp chứng chỉ cho các bác sĩ thì họ đã đưa cái siêu âm trở thành một chứng chỉ đào tạo bắt buộc. Và đến năm 2011 thì 95% chương trình đào tạo cho các bác sĩ nhi khoa đã có cái một cái chứng chỉ siêu âm tại giường. Và cuối cùng năm 2015 thì Bộ Nhi khoa Hoa Kỳ đã chính thức áp dụng và đưa cái guideline về siêu âm trong hồi sức cấp cứu nhi khoa được trở thành hiện thực. Vậy thì chúng ta nhớ lại cái slide ban đầu là chúng ta đặt câu hỏi rằng điều đó có thể thực hiện được không. Thì đây năm 2019, một cái hội nghị về Viên Focus thứ 15 tổ chức tại Dubai từ ngày 21-24 tháng 2 năm 2019. Thì đây là một tổ chức mà chuyên môn giảng dạy và cấp chứng chỉ cũng như là nghiên cứu
về việc áp dụng siêu trong hồi sức, vì nó viết tắt của chữ là a world interactive focus on critical ultrasound. Thì đây là một cái tổ chức mà hàng năm họ có một cái hội nghị quốc tế này để update cập nhật tất cả các chương trình về siêu âm trong hồi sức cấp cứu. Thì đây là giáo sư Vicky Noble, trưởng đơn vị đào tạo siêu âm trong cấp cứu của bệnh viện Massachusetts General Hospital tại Mỹ, và là thầy giáo của giảng viên của tôi khi tôi học ở Malaysia. Thì bà phát biểu gì? Trong cái bài phát biểu của bà thì là Why ultrasound make my life better? Thì bà nói rằng gì? Nói một cách hết sức chân thành rằng là bà không thể làm cái công việc của bà một cách hết sức là tự tin mà thiếu máy siêu âm. Và bà nói rằng là gì? Là đây không phải là câu nói của bà, mà đây là câu nói của rất nhiều người. Và là ý nghĩa của nó là gì? Là siêu âm sẽ làm cho chúng ta trở thành bác sĩ chính xác hơn. Điều đó, ví dụ như trong một khoa cấp cứu, chúng ta có rất nhiều bệnh nhân can vào, và mỗi người có một bệnh cảnh: người khó thở, người suy hô hấp, người đau ngực, tất cả các thứ khác. Vậy thì chỉ bằng khám lâm sàng thôi, đương nhiên chúng ta chưa có xét nghiệm gì cả, thật ra chúng ta triage được bệnh nhân một cách đúng đắn, và chúng ta đưa được một biện pháp điều trị thích hợp, và chúng ta không bỏ sót những bệnh nhân nặng, thì siêu âm nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái công cụ bổ sung. Ngoài cái nhìn sờ mõm nghe của chúng ta, thì siêu âm giúp chúng ta sẽ trở thành một bác sĩ tốt hơn. Đó là xu hướng của 2019. Vậy thì cái lĩnh vực áp dụng của siêu âm là gì? Siêu âm có thể áp dụng ở trong cấp cứu trước bệnh viện. Siêu âm có thể áp dụng trong khoa cấp cứu, ở phòng điều trị tích cực ở trong khoa cấp cứu dành cho những bệnh nhân nặng. Siêu âm có thể áp dụng trong khoa gây mê, và siêu âm áp dụng trong ICU. Đối với y khoa cũng y chang như vậy luôn. Thì đó là siêu âm. Vậy thì cái con đường của chúng ta sẽ thực hiện nó như thế nào? Tóm lại, đó là siêu âm phục vụ mục đích hồi sức, mục đích chẩn đoán, mục đích hướng dẫn thủ thuật, và siêu âm theo hội chứng, và siêu âm góp phần theo dõi điều trị. Thì cái lĩnh vực áp dụng của nó là gì? Là trong chấn thương, trong những bệnh lý về sọ não, chấn thương sọ não hoặc những tổn thương não, những bệnh lý về mắt, hội chứng phụ cấp, những cái bệnh lý về đường thở, phổi, cơ xương khớp vô mềm, và trong ICU thì chúng ta có bệnh nhân sốc, hoặc theo dõi bệnh nhân suy hô hấp, thở máy, hoặc là siêu âm trong ngừng tim, và cuối cùng một lĩnh vực là siêu âm trong hướng dẫn thủ thuật. Thì đó là các lĩnh vực áp dụng của siêu âm. Thì năm 2017 khi tôi đi học ở Malaysia về, thì cái câu hỏi mà tôi nhận được thường xuyên nhất của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đưa ra cho tôi đó là: tôi có dẫm vào chân các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh hay không? Thì câu chuyện này là một câu chuyện hoàn toàn riêng biệt. Và trong kinh tế nó có một khái niệm gọi là phân khúc thị trường. Ở đây nó cũng y chang như vậy. Chúng ta là primary và các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, đó là advanced. Và công việc của chúng ta không loại trừ công việc của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh cũng như các bác sĩ tim mạch tại các ECOLED. Chuyện đó là hai lĩnh vực khác nhau. Vậy quan trọng PA sao nó là gì? Nó do các bác sĩ hồi sức cấp cứu nhi khoa làm việc tại giường, và chúng ta rất biết rằng tình trạng bệnh nhân như thế nào, chúng ta cần có tìm kiếm cái gì. Đó là điều khác biệt. Chính vì vậy cho nên chúng ta sẽ tiếp cận theo vấn đề và siêu âm theo đa cơ quan. Ví dụ một bệnh nhân tổn huyết áp, chúng ta siêu âm như thế nào? Chúng ta siêu tim để làm gì? Chúng ta siêu phổi để làm gì? IVC để làm gì? Chúng ta siêu động để làm gì? Đó là gọi là siêu âm theo hệ thống để trả lời theo một vấn đề. Và cái này nó khác với các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, đó là gì? Họ làm việc rất là thoải mái, không có cái gì làm phải rất sợ cả. Tại các phòng chẩn đoán hình ảnh, tại các ECOLED, và họ thường là mù với tình trạng bệnh nhân, họ không biết về tình trạng bệnh nhân, và họ không có cái cách tiếp cận của họ không phải là tiếp cận theo vấn đề, mà họ tiếp cận vấn đề tiếp cận theo từng cơ quan một. Rồi, đó là khác. Thứ hai, về thời gian thì chúng ta biết rằng là đối với một bệnh nhân vào trong cấp cứu hồi sức, vấn đề chúng ta dù chúng ta có giỏi đến đâu hay cái gì, chúng ta chỉ có 5 phút, các bạn nhớ, chúng ta chỉ có 5 phút để lướt qua siêu âm để đưa ra chúng ta trả lời, và chúng ta không được cái việc siêu âm đó để ảnh hưởng đến tình trạng bệnh nhân, làm cho bệnh nhân nặng hơn, mà chúng ta phải siêu âm trước đã. Chúng ta làm primary, sau đó sau khi cấp cứu đưa ra một câu hỏi về vấn đề chẩn đoán cấp cứu, về cái can thiệp cấp cứu, tiếp tục chúng ta sẽ làm đi làm lại nhiều lần, chứ không phải chỉ có làm một lần và làm ngay lập tức. Chuyện đó là chuyện khác nhau. Vì vậy cho nên phạm vi thời gian giới hạn, chính vì vậy cho nên chúng ta chỉ focus là mới 5 phút này, đầu tiên này, tôi làm cái gì, tôi chọn mục tiêu của tôi là cái gì. Vì đấy chính là sự khác biệt của chúng ta. Còn đối với bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, không có giới hạn về thời gian. Có thể
chúng ta yêu cầu siêu âm buổi sáng, đến buổi chiều họ mới trả chúng ta kết quả, chuyện đó là quá trễ để mà giúp một cái can thiệp của chúng ta. Trừ khi chúng ta cần một cái siêu âm gan thì đó thì chúng ta yêu cầu. Và cuối cùng, kết quả chẩn đoán thì kết quả này sẽ để làm gì? Chúng sẽ giúp cho ta chẩn đoán bệnh, điều trị và theo dõi cái diễn biến của bệnh nhân như thế nào. Thì thường thường đối với lại là cái các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, họ bác sĩ tim mạch này, nó chỉ giúp chúng ta hiểu sâu về một vấn đề, tức là đưa ra một chẩn đoán chính xác hoặc một câu trả lời rất chỉ là chi tiết. Thì đấy là sự khác biệt giữa siêu âm trong hồi sức cấp cứu và siêu âm trong khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc tim mạch. Thì theo tất cả bác nhau và đăng trên tạp chí Global Ultrasound năm 2012, đối với bất kỳ một chủ đề nào, chúng ta đều đi theo một cái mô đồ gọi là AM. Và viết tắt của những chữ sau, đầu tiên gọi là chỉ định. Chỉ định lâm sàng của mình, tại sao chúng ta phải thực hiện siêu âm đối với bệnh nhân này. Thì từ cái chỉ định đó, chúng ta đi ra ba phần rất chỉ là khác nhau. Đó là phần acquisition, xin lỗi tôi để tiếng Anh tại vì nó rất chỉ tất cả mọi người đều hiểu cái thuật ngữ này, nhưng mà khi diễn đạt ra tiếng Việt thì nó hình như là dài một gang, nên là không thể ép được vào trong cái hình này, thì xin lỗi. Phần acquisition là gì? Tất cả những cái kỹ thuật về siêu âm, điều chỉnh máy siêu âm như thế nào, chúng ta tắt ở siêu âm mốt thì tất cả những cái đó để chúng ta đạt được một hình ảnh chuẩn. Và sau khi đó, bước thứ hai là chúng ta giải thích cái hình ảnh đó như thế nào, một cái triệu chứng lâm, một triệu chứng siêu âm đó như thế nào. Và cuối cùng, đây chính là điều khác biệt, nó tạo nên sự khác biệt của bác sĩ lâm sàng thực hiện siêu âm, đó là ra một quyết định lâm sàng về tích hợp cái bằng chứng của siêu âm cộng với triệu chứng lâm sàng, cộng với tiền sử, cộng với các xét nghiệm khác, nó sẽ đưa ra cho chúng ta một cái chẩn đoán giống như một trò chơi ghép hình. Và các bạn biết rằng là khi chúng ta chơi một trò chơi ghép hình như thế, chúng ta chỉ có 5 phút để thực hiện tất cả, vậy thì phải làm rất chi là nhanh, chứ không được là chúng ta muốn làm đến đâu thì đợi làm. Điều đó là sự khác biệt, đó chính là cái mô hình siêu âm trong hồi sức cấp cứu. Thì tôi vào phần đầu tiên, đó là phần chỉ định. Thì cái phần chỉ định này nó được dựa trên cái gì? Thứ nhất là dựa trên cái evidence, thứ hai là dựa trên cái cơ chế của tổn thương, cơ chế của vấn đề đó là như thế nào, và cuối cùng là cái lĩnh vực áp dụng. Ví dụ siêu âm trong chấn thương thì người ta áp dụng là FAST hoặc là EFAST. Thì cái đó bằng chứng các nghiên cứu cho thấy rằng nó giúp và chuyển bệnh nhân vào nhà mổ nhanh hơn, xác định tổn thương nhanh hơn, xác định sốc nhanh hơn chẳng hạn, đó chính là evidence. Còn cái cơ chế đó là bệnh nhân tổn thương, thì dựa vào cái cơ chế tổn thương đó, người ta làm siêu âm những cái bộ phận gì, và cuối cùng là cái tổ chức mà người ta chứng công nhận rằng là được áp dụng cái FAST trong bệnh nhân chấn thương, đó chính là Bộ Cấp cứu Mỹ. Thì đó là những cái chỉ định, nguyên tắc của chỉ định. Phần thứ tiếp theo đó là phần acquisition. Thì đầu tiên chúng ta luôn luôn phải chú ý đến bệnh nhân, tư thế của bệnh nhân như thế nào, nằm như thế nào, nằm hay ngồi như là như thế nào, để chúng ta có một cái vị trí chính xác và thích hợp để cắt được những cửa sổ tiêu âm rất là tốt. Và thứ hai là đầu dò, chúng ta lựa chọn đầu dò gì, cho từng mục đích một chúng ta sẽ lựa chọn đầu dò gì. Và cái hình ảnh thì chúng ta cắt như thế nào này, chúng ta được điều chỉnh những cái nút ở trên cái hình như nào, phần này thì anh sẽ nói. Và cuối cùng là chúng ta sẽ giữ lại, lưu giữ lại cái hình ảnh này như thế nào, điều đó vô cùng quan trọng. Thứ nhất là cái hình ảnh này lưu trữ được để chúng ta so sánh. Ví dụ một bệnh nhân chúng ta phải làm nhiều lần thì chúng ta sẽ dùng cái hình ảnh này để thứ nhất để so sánh với hình ảnh, thứ hai để xem cái tiến triển của nó với một đáp ứng. Ví dụ như là bác sĩ Điện, anh Quang vừa nói là bác sĩ Điện làm cái là siêu đáp ứng vùng dịch, vậy thì luôn luôn phải so sánh giữa hình ảnh trước và hình ảnh sau. Và đấy là nguyên tắc trong hồi sức cấp cứu, các anh các chị cũng biết rồi, siêu âm cũng không nằm ngoài. Và thứ hai nữa, một vấn đề vô cùng quan trọng đó là gì, đó là để chúng ta làm bằng chứng. Ví dụ nếu một bệnh nhân bằng chứng, thứ nhất là về vấn đề pháp lý, thứ hai nữa là về vấn đề quan trọng hơn, đó là gì, là chúng ta có những cái bằng chứng này để chúng ta ghi vào hồ sơ rằng ở thời điểm đó bệnh nhân như thế như thế như thế, thì nó rất là quan trọng. Và còn một vấn đề nữa đó là phục định vụ mục đích học tập và quality assurance, tức là gì, tức là một cái hình ảnh tôi cắt như vậy nhưng có thể bác sĩ Nguyên có ý kiến khác, anh là chuyên gia, anh có ý kiến tốt hơn tôi chẳng hạn là như thế, thì chúng ta sẽ xem lại và chúng ta sẽ view lại cái hình ảnh để xem như thế nào. Bởi vì nó tránh, bởi vì các bạn biết rằng siêu âm tức là operator dependent, luôn phụ thuộc vào người siêu âm. Ví dụ anh ấy kinh nghiệm tốt hơn tôi, anh sẽ làm, anh sẽ giải thích cái hình ảnh này tốt hơn tôi, và tôi ít kinh nghiệm hơn, tôi sẽ giải thích cái hình ảnh đó không được,
tốt bằng anh ấy, thì đấy là cái chuyện cũng khá là quan trọng. Và một phần nữa đó là tính tiền cho bệnh nhân vô cùng quan trọng, không có tiền chúng ta không thể tổ chức được cả cái lớp này nữa, cho nên chuyện này cũng để tính tiền cho bệnh nhân luôn. Tiếp phần thứ hai đó là phần giải thích một cái hình ảnh. Thì khi giải thích một cái hình ảnh này, chúng ta cần những cái kỹ thuật gì? Đầu tiên chúng ta phải biết cái giải phẫu về siêu âm như thế nào, sự liên quan của nó với các cấu trúc ở bên cạnh như thế nào, những cấu trúc mà có ảnh hưởng đến quyết định đến cái tổ bệnh thương bệnh lý đó cũng bình thường hay là một cái bất thường. Và chúng ta nhận biết theo những cái vấn đề theo từng cái bộ của nó, cũng như là hoặc là nhận dẫn vấn đề là ở đây có cái artifact gì. Và cái phần này cực kỳ quan trọng, đó là trong siêu âm phổi, bởi vì chúng ta nhận biết siêu âm phổi chủ yếu là trên artifact. Cuối cùng, making decision, tức là ra một quyết định lâm sàng để điều trị cho nào. Phần này là phần mà ưu việt của chúng ta, khác biệt với các bệnh tim mạch và các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh ở đây. Thì cái này nó thể hiện rằng chúng ta kinh nghiệm lâm sàng như thế nào đây. Chúng ta luôn luôn phải tích hợp vào trong một bệnh cảnh lâm sàng, và các xét nghiệm lâm sàng khác, cũng như là phần chúng ta phải biết được là đối với một bệnh lý, chúng ta phải biết được cái pretest probability của nó là bao nhiêu. Ví dụ như đặc biệt là trong bệnh lý thuyên tắc phổi, để chúng ta tích hợp vào một cái hình ảnh đó, chúng ta quyết định rằng đây là bệnh nhân thuyên tắc phổi hay là không, và chúng ta phân tích cái hình ảnh đó như thế nào. Và cuối cùng, việc vô cùng quan trọng đó là đưa ra một quyết định lâm sàng một cách phù hợp. Thì hai cái phần đầu đó là phần acquisition và interpretation, là cái phần mà chúng ta có thể học một cách hết sức dễ dàng với sự giúp đỡ của các bên siêu âm để chúng ta có được những cái đó. Tuy nhiên, cái việc mà ra một quyết định lâm sàng thích hợp này, nó chứng tỏ chúng ta không những chỉ giỏi siêu âm mà chúng ta là bác sĩ lâm sàng giỏi. Điều đó là sự khác biệt, thì đó là cái mô hình IMO để khi chúng ta học khi chúng ta thực hiện siêu âm. Cuối cùng, một điều vô cùng quan trọng, năm ngoái thì GE đã ra một cái model máy siêu âm rất là đặc biệt, nó tên là Verneil. Đây là, xin mời các bạn chú ý để Verneil, đây là niềm mơ ước của tôi. Thì Verneil này, nó đã, chúng ta nghe về cuộc cách mạng công nghệ 4.0 gì đấy ạ, tôi cũng nghe loáng thoáng như thế. Chúng ta biết rằng là cái máy này nó có tích hợp với lại là công nghệ trí tuệ nhân tạo chắc chắn, và chỉ cần chúng ta cắt từ một hình ảnh thôi là nó sẽ giúp chúng ta hết những phần còn lại, xử lý nhiễu, đo đạc chính xác, đếm đi lại chính xác, không cần chúng ta dương mắt ra nhìn nữa. Và cái này nó vô cùng là đặc biệt. Tuy nhiên, ngay cả Verneil cũng không có não đâu ạ. Việc mà tích hợp vào bệnh cảnh lâm sàng như thế nào, đó là công việc của bác sĩ lâm sàng, và điều đó quyết định làm gì. Máy siêu âm không thể thay thế được chúng ta, mà chúng ta phải học máy siêu âm, học siêu âm để chúng ta tích hợp vào lâm sàng, thì đó là điều vô cùng quan trọng. Rồi, thì thầy Gan luôn luôn nói rằng là show me the evidence. Nên là thầy Cam rất là thích khi tôi nói thì tôi có đưa ra các bằng chứng về hiệu quả của siêu âm. Thì thầy Cam rất là thích cái vấn đề này, thì tôi cũng đưa cho các bạn các bằng chứng. Thì đây là một cái bài review về cái summary về những cái evidence của Panorama Ultrasound in Pediatrics Emergency and Critical Care. Thì đây là một loạt các tác giả nổi tiếng ở trong lĩnh vực siêu âm trong hồi sức cấp cứu. Thì trong cái bài này người ta nói thì thứ nhất là về phổi, thì nó sẽ giúp chẩn đoán viêm phổi, viêm tiểu phế quản, tràn dịch màng phổi, tràn khí màng phổi và các bệnh lý khác, ví dụ như là siêu hấp cấp hoặc đụng dập phổi, hoặc là những cái bệnh nhân vào với lại triệu chứng là bị wheezing mà không có rõ nguyên nhân là cái gì ạ. Tiếp theo, trong lĩnh vực tim mạch thì người ta đưa ra một khái niệm đó là focus cardiac ultrasound, nó khác với lại là siêu âm tại Ecolab, và đây là một khái niệm được chấp nhận bởi các tổ chức siêu âm Mỹ này, tất cả các hội siêu âm châu Âu họ đều chấp nhận khái niệm này. Để làm gì? Để đánh giá phẫu thuật tim, tràn dịch màng tim, giảm thể tích trên bệnh nhân sốc, hoặc là các bệnh nhân vào với triệu chứng là nhịp nhanh mà không rõ nguyên nhân gì, và nó đánh giá hoạt động cơ tim hoặc các nguyên nhân gây PA trên bệnh nhân bị ngừng tim mà không rõ nguyên nhân. Thì đó là trong tim mạch. Vậy thì cái siêu châu hồi sức cấp cứu này nó có giá trị như thế nào? Tóm lại, nó giúp chúng ta đưa ra các quyết định điều trị nhanh chóng và chính xác, và nhờ đó chúng ta sẽ giảm được tai biến, giảm được chi phí và giảm được những cái thủ thuật xâm lấn. Tức là thay vì bệnh nhân là phải dùng pico chẳng hạn, thì chị điện chị đã dùng siêu âm để đánh giá các cái ổ dịch, điều đó không cần phải invasive nữa. Bởi vì đối với những người lớn, invasive đã là cả một vấn đề, nhưng đối với trẻ con thì càng vấn đề hơn.
bởi vì nó rất là khó và cái tỷ lệ nhiễm trùng nó rất là cao. Không biết mình nói thế có qua mặt anh chị không ạ, cho ý kiến ạ. Rồi tiếp theo là nó làm tăng cái độ an toàn, tất nhiên rồi, là mà có cái gì hướng dẫn của chúng ta đương nhiên sẽ tốt hơn là chúng ta làm bù, đúng không ạ? Thì đó là phần hướng dẫn thủ thuật, và chính điều đó nó làm tăng sự hài lòng của bệnh nhân, tránh sự kiện cáo lung tung cho chúng ta, đúng không? Và cuối cùng nó cải thiện sự sử dụng nguồn lực của khoa hồi sức của khoa cấp cứu. Thay vì bằng là chúng ta cần một điều dưỡng đi làm đủ đưa các thứ một bệnh nhân đi các khoa chẩn đoán hình ảnh, các khoa tim mạch, tất cả các thứ, thì bệnh nhân đó thay vào đó ở đây một mình bác sĩ hồi sức cấp cứu thực hiện cái siêu âm đó thôi. Ngay cả việc rất là đơn giản thì chúng ta cũng chỉ ra được rằng cái việc nguồn lực chúng ta sử dụng tối ưu như thế nào, thời gian chi cho một bệnh nhân sẽ chỉ là ngắn như thế và cái khoảng thời gian làm cấp cứu sẽ được giảm, và nó sẽ cái việc mà chuyển bệnh nhân từ cấp cứu lên hồi sức di chuyển lên các khoa khác sẽ nhanh hơn rất nhiều, và điều đó là tiền chứ không phải là những cái chuyện mà chúng ta nói ở ngoài đường, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cái con đường chúng ta đi như thế nào, bởi vì các bạn biết rằng là tôi rất thích một câu trong cái khoảng tôi chẳng nhớ là ai nói, ông ấy nói rằng là do no harm, nguyên tắc đầu tiên của chúng ta là do no harm for the patient, nhưng mà tôi thì thêm vào là do no more harm for the patient. Cho nên là điều quan trọng là chúng ta phải biết những cái kiến thức chúng ta làm có rõ không, bởi vì thực sự khi mà tôi xem cái survey của Dr. Kho gửi cho tôi ấy, thì tôi cảm thấy rất là áp lực khi đến đây. 90% tất cả các bác sĩ ở đây đã được điện siêu âm rồi. Tôi cảm giác là stress quá, không biết là như thế nào để có thể hướng dẫn cho, chia sẻ kinh nghiệm với anh các chị. Bởi vì cái chuyện mà thực hiện, vì làm siêu âm là một chuyện, nhưng mà nó có đúng hay không, nó có theo một cách chính xác hay không, và chúng ta cái mà bằng chứng là chúng ta tưởng là chúng ta lấy được chính xác đấy, nó có thật sự chính xác không, và khi chúng ta áp dụng vào cho bệnh nhân thì nó còn bao nhiêu là những cái bài lớp nữa. Thì đấy là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Không phải là tôi muốn hạ thấp các bạn, mà tôi chỉ muốn rằng các bạn nghĩ về nó một cách hết sức thích hợp. Và đừng nghĩ rằng là mình đã làm đúng. Hãy nhìn, hôm nay chúng ta hãy học và chúng ta sẽ xem là một cách chính xác, xem người ta thực hiện như thế nào, người ta làm như thế nào để làm do no more harm for the patient. Thì cái phương pháp đào tạo đó là gì? Chúng ta có hai con đường có thể thực hiện được cái này. Hoặc là chúng ta tích hợp chúng ta mở các lớp siêu âm như thế này cho các bác sĩ đã có chứng chỉ về hồi sức nhi khoa và học thêm về kỹ năng siêu âm, hay là các bác sĩ nội trú của siêu âm được học một cái chứng chỉ về siêu âm trong hồi sức cấp cứu, thì đó là hai con đường. Và cái chương trình này nó phải được thiết kế đặc biệt, chính vì thế cho nên tôi phải mời Dr. Kho, người rất kinh nghiệm ở trong lĩnh vực siêu âm trong hồi sức cấp cứu và cũng như là trong hồi sức cấp cứu nhi khoa, để anh ấy đến đây anh ấy giảng cho. Và chính điều đó tôi cũng nói với bác sĩ Quang là tôi muốn đưa cho các bạn cái gì gọi là tốt nhất, chuẩn nhất để cho các bạn học. Và cái chương trình này nó khác hẳn với lại chẩn đoán hình ảnh hoặc là tim mạch. Và một điều rất là quan trọng các bạn nhớ nhé, không phải bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, không phải bác sĩ tim mạch, mà là chúng ta, các lãnh đạo chủ chốt của như anh Nguyên, anh Quang ở đây sẽ là những hạt giống của chương trình này, chứ không phải là bác sĩ tim mạch ở đâu đó đến hoặc là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đến đây. Bởi vì cái quan niệm của họ là rất là khác chúng ta, và họ hoàn toàn không biết gì cái đoạn bước cuối cùng, đó là cái tích hợp cái bằng chứng siêu âm vào trong bên cạnh lâm sàng. Điều đó rất là quan trọng. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ đào tạo phương thứ là training for trainer. Thì tôi hy vọng rằng trong cái khóa đào tạo này chúng ta sẽ tìm ra được những trainer me tương lai, và trong này họ sẽ, các bạn sẽ là những hạt giống của cái chương trình mà siêu âm trong hồi sức cấp cứu này dưới sự hướng dẫn của anh Nguyên và anh Quang chứ không phải tôi nhé. Rồi, và cuối cùng việc chi trả của bác sĩ hồi sức để thực hiện là vấn đề rất là chủ chốt trong trong cái chương trình này. Các bạn biết rồi, hồi sức có thực thì mới mực được dạng, điều đó là vô cùng quan trọng. Thì sau này tôi sẽ nói với các bạn là cái con đường tôi đã làm đến đâu để cho cái việc mà các bạn về sau này các bạn làm, khi các bạn có chứng chỉ rồi các bạn sẽ có tiền để thực hiện cái siêu âm đại dược này. Thì đây là cái mô hình cái chương trình đào tạo nội trú. Thì giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chúng ta học tập như thế này đấy ạ. Bác sĩ nội trú sẽ được học một chứng chỉ về siêu âm trong hồi sức cấp cứu, và các sĩ mà đã có chứng chỉ hành nghề về nhi khoa rồi thì chúng ta sẽ tham gia các khóa học về siêu âm nhi trong hồi sức cấp cứu. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn thu thập kinh nghiệm, thì chúng ta phải thực hiện siêu âm theo nội dung của chương trình đào tạo và có bổ sung provider. Ví dụ như là khi tôi đi học fellowship ở bên Malaysia thì trong 2 tháng đầu tiên những cái hình ảnh cắt của tôi phải được bà giáo, một tuần thì tôi sẽ có 2 buổi ngồi với bà giáo, tôi sẽ cắt những cái hình ảnh
ảnh đó và tôi thu lại và tôi export ra cái máy MacBook. Sau đó tôi với bà sẽ ngồi view lại và tôi sẽ nói cho bà từng cây một, tôi phải có một cái sổ nốt là bệnh nhân này là cái triệu chứng gì, tôi cắt những cái hình ảnh như thế này và tôi giải thích cái hình ảnh đó, và cuối cùng bà xem là tôi quyết định là tôi kết hợp cái bầm trí siêu âm đấy vào trong một cái bệnh ảnh lâm sàng đấy để giúp các bác sĩ điều trị như thế nào. Thì đó là cái cách mà người ta dạy học trong cái giai đoạn 2 tháng đầu. Và trong 2 tháng đầu khi mà người ta đã thấy rằng là mình có đã có rất experience rồi, đã có cái competence rồi, thì chúng ta sẽ giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn khi chúng ta thành thạo, là proficiency. Thì cái người phụ trách chương trình này họ sẽ chứng nhận sự thành thục của mình, và khi đó mình sẽ được cấp chứng chỉ và mình sẽ được làm một cách độc lập. Tuy nhiên họ sẽ còn làm random, ví dụ tôi vẫn phải export những cái hình ảnh mà tôi cắt được vào trong máy, thường quy mỗi một tuần là export một lần, thì bà sẽ view lại một cách gọi là random, bà xem cái hình ảnh đó, cái cây đó tôi làm như thế có đúng không, tức là sang cái giai đoạn thứ hai là proficiency đã. Thì nó là như vậy. Thì cái tương tự như vậy thì cái phụ trách chương trình của chúng ta trong hội hồi sức cấp cứu họ sẽ chứng nhận sự thành thục của chúng ta, và nó có một cái chứng chỉ cho chúng ta. Ví dụ như ngày sau ngày hôm nay Dr. Cor sẽ ký cho chúng ta cái chứng chỉ là chúng ta đã tham gia một cái khóa học này ạ. Rồi giai đoạn tiếp theo đó là giai đoạn cấp chứng chỉ, chúng ta sẽ được thi và cấp chứng chỉ. Chúng ta nó có hai giai đoạn, chúng ta học và chúng ta thi. Khi chúng ta thi đỗ thì chúng ta sẽ có certificate, còn cái kia thì chỉ gọi là certificate of attendance, tức là chứng nhận rằng chúng ta đã tham dự cái khóa học này, không phải chứng nhận rằng chúng ta đã thành thạo cái này. Thì phần cuối cùng là đào tạo liên tục. Các khóa chúng ta biết rằng siêu âm cũng như là trong y khoa nó luôn luôn được update, chính vì vậy cho nên chúng ta phải tham gia các khóa học để cập nhật những kiến thức mới. Thì đấy là con đường mà chúng ta đào tạo. Thì đây là cái con đường mà tôi đi, thì nó chẳng theo giống ai cả, tại vì là trước đây không có ai dạy mình về siêu âm cả. Thì đây là năm 2012 và 2013, thì khi đó các bác sĩ ở đại học quốc gia, bệnh viện đại học quốc gia, đây là ông trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện đại học quốc gia, và Dr. Matthew Fuller, người đã dạy tôi đầu tiên về siêu âm trong chấn thương thương mà các bạn nghe phát sẽ. Thì lúc đó giống như người gọi là cái gì nhỉ, bừng tỉnh cơn mơ, tôi cảm thấy rằng là nó giúp đỡ mình rất là nhiều. Thế là tôi bắt đầu hỏi họ, và khi họ trở về thì họ gửi cho tôi xin họ sách, thì họ gửi cho tôi hai quyển ebook, và suốt một năm trời tôi chỉ nghiên cứu hai cái quyển sách đó thôi. Và sau đó tôi quyết định đi học siêu âm tim mạch với các bác sĩ tim mạch trong 6 tháng. Thì giai đoạn năm 2013 thì có một biến cố bệnh viện đại học y dược. Thì khi đó là có một ca là bệnh nhân bị hội chứng mạch vành, đã đặt stent và đang sử dụng kháng tiểu cầu kép, thì đặt catheter và bị chảy máu không cầm mà phải đưa vào phòng mổ để mổ. Thì cái chuyện đó là chuyện rất là khủng khiếp. Thì khi đó giáo sư Võ Thuận Sơn, giám đốc của bệnh viện đại học y dược, thì anh ấy gọi tôi lên và anh nói là ông em phải làm như thế nào để không có chuyện này xảy ra nữa. Mà thì em đã nói rồi, em xin tổ chức một cái lớp siêu âm hướng dẫn thủ thuật, tức là vascular access, bọn tôi thực hiện từ thời điểm sau thời điểm đó. Anh không có đồng ý. Thế là sau đó thì giáo sư Thuận Sơn đồng ý ngay lập tức, và chúng tôi đã được học cái siêu âm trong hồi hướng dẫn thủ thuật với bác sĩ chẩn đoán hình ảnh nhé. Và một rất là may mắn thời điểm đó thì có một bác sĩ là tâm đạo ở bộ cơ khoa, khi đó anh là nội chú, anh có một thời gian rotation 1 tháng ở khoa cấp cứu của đại học y dược, anh đã làm cái thủ thuật này rất là nhiều ở bên Mỹ, và anh hướng dẫn chúng tôi chọc ở trên, và đây là chúng tôi đang chọc ở trên cái thạch mà đổ, ngày mai chúng ta sẽ có cái chương trình này để học siêu âm dưới vascular access. Đó là năm đầu tiên. Thì sau đó đến năm 2014 tôi bắt đầu đi học siêu âm tim với bác sĩ tim mạch. Thật sự là khi tôi đi học siêu âm tim, bác sĩ tim mạch tôi chẳng hiểu cái gì nữa. Thật sự là gần đến ngày thi tôi không biết là tôi có đỗ hay không. Thì rất là may mắn là gần khi kết thúc khóa học siêu âm tim đó thì tôi được đi học cái khóa học đầu tiên, bắt đầu biết về cái WinFocus. Và khi tổ chức WinFocus quốc tế hôm đó, năm đó nó tổ chức ở Malaysia, và tôi đi học cái khóa học tiền hội nghị 2 ngày về cái siêu âm basic cách nhé. Thì lúc đó nó như mở cơn mơ và tôi hiểu rằng là cái cách người ta dạy cho bạn là vô cùng quan trọng. Hóa ra là các bác sĩ tim mạch dạy tôi theo một cách sai. Tôi thật sự khi tôi học siêu âm tim thì tôi cứ nghĩ rằng là chắc mình khủng, cái đầu mình nó già quá đến mức mình không thể cách sắp được một cái vấn đề gì mới, nhưng thật sự không phải là như vậy, mà là cái phương pháp người ta dạy cho tôi là không có đúng. Cho nên tôi cảm thấy rất là confused luôn, tôi chẳng cắt được cái gì mà tôi chẳng hiểu, chẳng tưởng tượng đến luôn. Thì chỉ sau 2 ngày tôi học với họ
thì tôi đã về cắt được và cuối cùng thi đỗ cái khóa xương tim mạch, các bác sĩ tim mạch luôn. Thì ai cũng thấy rằng rất là ngạc nhiên. Và sau năm đó thì rất là may mắn là tôi gặp thằng Cindy Kim, giám đốc đào tạo của GE của vùng châu Á Thái Bình Dương, thì cô đã hứa làm cho tôi làm quen với Dr. Ali Luxman, là chủ tịch của Infocus Malaysia, là người chuyên giảng dạy về siêu âm trong hồi sức cấp cứu cho vùng châu Á luôn. Thì tôi đã, với sự giúp đỡ của GE, tôi đã mời ông ấy đến Việt Nam và tổ chức cái khóa đầu tiên cho bác sĩ hồi sức cấp cứu người lớn. Thì sau đó tôi cảm thấy rằng là đi học như thế là chưa đủ, và tôi muốn học một cái vấn đề mà đến tận ngành tận họ. Thì năm 2017 tôi đã đi học với tại Malaysia cái chương trình fellowship về siêu âm trong hồi sức cấp cứu, và đây là giảng viên của tôi, Dr. Julina, người đã giới thiệu Dr. Co cho chúng ta ngày hôm nay. Bà là giám đốc của chương trình đào tạo fellowship về siêu âm trong hồi sức cấp cứu của trường đại học Malang, nơi mà tôi học ở bệnh viện Sungai Buloh. Và sau đó thì tôi, Dr. Andy và Dr. Asma sẽ tiếp tục cái chương trình năm ngoái trong cái chương trình đào tạo siêu âm trong hồi sức cấp cứu. Thì đây là năm 2018, tôi đã làm được một việc mà tôi nghĩ rằng là sẽ rất là có ích cho cộng đồng tất cả bác sĩ hồi sức cấp cứu tại đây. Tôi giám đốc của Bảo hiểm Y tế Việt Nam, bây giờ gọi là Bảo hiểm Xã hội, và chủ tịch hội hồi sức cấp cứu mời tôi đến nói một bài về siêu âm trong hồi sức cấp cứu, bởi vì các anh nghe thấy rất nhiều về khái niệm này và người ta muốn chi trả cho vấn đề này, họ rất là thiện chí nhá. Và họ mời tôi đến là tôi nói cho họ một bài rằng nó như thế nào, tại sao mà họ lại phải trả tiền cho bác sĩ hồi sức thực hiện siêu âm. Thì tôi đã đến nói và các anh rất là hứa hẹn, và con đường tiếp theo là chúng ta sẽ ra những cái protocol và trình Bộ Y tế, và họ sẽ duyệt cho cái phần tính tiền cho chúng ta. Thì đây là cái, nhưng tôi nói với các bạn là luôn luôn phải có những cái khóa học đấy. Thì tháng 1 năm 2019 tôi đã tham gia khóa học của cái ultrasound life support, advanced life support tại Thái Lan, Infocus Thái Lan tổ chức năm 2019. Thì có một số cập nhật mà tôi đã mang về với, và khi tôi trước khi đi thì tôi đã hoàn thành xong cái bài báo cáo, bài của tôi ngày cho ngày hôm nay. Nhưng sau khi tôi đi về, tôi thay đổi lại ít nhất là 70% cái nội dung chương trình mà tôi đã mang đến đây để cho các bạn học những điều tốt đẹp nhất. Còn đây là bác sĩ Đào, con đường cũng rất là gian nan, từ bỏ tiền ra đi học các chương trình ở Mỹ và Pháp rất là nhiều. Và đây là sau đó thì từ thời cái lúc mà cũng không biết gì như tôi, thì bác sĩ Đào đã trở thành một cái chuyên gia về gáy gây tê vùng cho các bác sĩ gây mê ở bộ môn gây mê của Đại học Y Dược. Và đây là cái hội nghị về gây mê thường niên, thì chị làm trưởng một cái team hand on về cái network block. Và năm 2018 thì tôi đã, bác sĩ Tiến cũng gặp tôi, mà tôi cũng đã thuyết phục được bác sĩ Tiến rằng là đây là một vấn đề rất là thú vị. Tôi cũng có đến bệnh viện Nhi Đồng 3 và báo cáo hai cái chủ đề về vấn đề này. Thì cuối cùng tôi có một ca lâm sàng minh họa để cho tất cả các quý vị ở đây đỡ trắng mắt là tôi đã làm như thế nào. Rồi đây là một bệnh nhân nhi, cháu bé 3 tuổi đã được điều trị viêm phổi tái đi tái lại. Cháu trong tiền sử cháu bị rất chi là nhiều lần viêm phổi, và lần này cháu đang điều trị kháng sinh 7 ngày ở một cái private clinic. Thì đây là hình ảnh khi vào thì cháu suy hô hấp SpO2 mạch rất là nhanh, và SpO2 là khoảng 88%, mà lúc đó là đang thở cái bát mát không thể lại là 8 lít/phút. Thì đây là cái hình ảnh lan tỏa của cái phổi, cả hai bên nó đều như thế này luôn. Thì đây là cái hình ảnh lan tỏa của cả hai bên phổi, chúng ta đều thấy cái hình ảnh như thế này luôn ạ. Thì khi lúc đó thì cái ca này tôi thực hiện ở bệnh viện Sungai Buloh. Thì khi đó các bác sĩ nội chú đã thực hiện một cái phim x-quang mẹ giường, thì đây hình ảnh chúng ta cũng thấy là viêm phổi. Nhưng các bạn nhìn thấy như một cái bóng tím rất là to, và các bạn ấy thắc mắc rằng là liệu bệnh nhân này huyết áp thì nó hơi sập sinh một chút, là bệnh nhân này có bị tràn dịch màng tim hay không, khi nhìn thấy một cái bóng tim rất là lớn như thế này. Thì các bạn ấy bảo tôi là siêu âm kiểm tra của cái ca này. Thì đây là hình ảnh siêu âm đẹp mà đắp dưới sườn, các bạn nhìn thấy dịch màng tim nó rất là ít, IVC thì bé, không muốn phát hiện, nhìn thấy là hoàn toàn rất là không đáng kể. Và ca này chắc chắn nó không phải tràn dịch màng tim hoặc là chèn ép tim mà có thể gây đến cái bệnh cảnh này. Đây là IVC, nó không có phải là giãn lớn hay là cái gì cả. Rồi, và đây là cái mặt cắt cạnh ức trục tập, rồi tim đập rất là nhanh,
co bóp thì cũng có giảm chút nhưng mà cũng không đáng kể, và đây không phải là câu chuyện. Và khi mà tôi đặt cái color flow vào đây á, các bạn nhìn thấy ạ, bệnh nhân này thông linh thấp, một cái vết thông linh thấp rất chỉ là lớn ở đây, mặc dù trên lâm sàng thì cháu SPO2 chóng nản nhưng mà cháu không có tính bao giờ và chưa bao giờ được phát hiện rằng bệnh nhân này có thông linh thấp. Và sau đó ca này được chuyển lên khoa cấp cứu tim mạch, bởi vì nó có VSD để xem là phải mổ cấp cứu hay là không. Thì lên trên đó bác sĩ tim mạch công nhận rằng là bệnh nhân này có một cái thông linh thấp ở ngay phần màng rất chỉ là lớn, và cái lỗ thông này họ nói rằng họ sẽ điều trị viêm phổi, sau đó thì họ sẽ mổ cấp cứu cho bệnh nhân này. Thì sau đó là một cái ca rất là hay, và các bác sĩ tâm ở trên khoa tim mạch họ có bệnh xuống, họ nói rằng là các bác sĩ cấp cứu phát hiện được VSD là rất là giỏi. Nên tôi muốn nói là cái gì, siêu âm giúp cho chúng ta trở thành bác sĩ lâm sàng rất là chính xác. Chúng ta biết rằng là câu chuyện không phải chỉ là viêm phổi nữa, mà câu chuyện này viêm phổi thì là điều chắc chắn rồi, có cái gì mà nó làm cho viêm phổi tái đi tái lại không, đó là chuyện nó làm cho chúng ta trở thành bác sĩ lâm sàng chính xác hơn là chỗ đó. Thì đó là cái ca lâm sàng. Nhưng mà nó cũng cùng là anh Hồ Messi tôi muốn gửi đến các bạn là cái gì, là siêu âm tại giường trong hồi sức cấp cứu là siêu âm theo mục tiêu theo lâm sàng và giải thích trong độ cảnh lâm sàng. Tất cả chúng ta nhớ cái IMO đồ này, và nó sẽ giúp chúng ta xem xét lại cái chẩn đoán ban đầu của chúng ta là đúng hay là sai, và chúng ta phải thay đổi cái cách điều trị theo những cái bằng chứng lâm sàng của siêu âm, à bằng chứng siêu âm mà chúng ta phát hiện được. Và cái lĩnh vực áp dụng của nó là gì, là chẩn đoán theo dõi điều trị và hướng dẫn thủ thuật. Và cái lợi ích của nó là giúp chúng ta giảm thời gian, giảm chi phí, tăng độ an toàn cho bệnh nhân, và chính cái các can thiệp về can thiệp xâm lấn sẽ là chính xác hơn. Và cuối cùng vấn đề đào tạo, nó phải đào tạo trong các chương trình đào tạo riêng biệt dành cho các bác sĩ hồi sức cấp cứu. Và đây là bức tranh mà Rembrandt vẽ năm 1632, ông mô tả về hoạt động thời y khoa thời thế kỷ 16 bây giờ. Thì nếu tôi nghĩ rằng nếu ông ấy sống lại thì đây sẽ là bức tranh mà ông vẽ về cái công việc chúng ta thực hành ngành y cho thế kỷ 21 của chúng ta. Xin hết ạ. Chào các bác sĩ, thì em là Thiệu, phụ trách sản phẩm của công ty Bê Việt Nam, phân phối chính thức Mitsu Amji tại Việt Nam. Thì thực sự mà nói thì em có nghe thì hôm qua nói là đa phần các bác sĩ ở đây mình đã làm siêu âm nhiều rồi, cho nên em cũng dám gọi là muốn điều qua bác thợ nữa. Thành thử ra là khi mà trong cái bài của em có gì mà sai sót thì các anh chị cứ góp ý. Và trong khi em chia sẻ với các anh chị thì các chị có thể đặt câu hỏi cho em bất kỳ lúc nào. Trước tiên là cảm ơn chỗ bác sĩ Quang, thành phố và các bác sĩ đã đến tham dự cái buổi thực hành ngày hôm nay. Cái giọng của em nó hơi em bị bệnh hôm nay, thành thử ra cái giọng nó hơi không được clear cho lắm, không được rõ ràng cho lắm. Cho nên là ví dụ mà các bác sĩ có thắc mắc gì thì cứ trao đổi ha. Đây là cái bài chia sẻ thôi, chứ không phải là gì hết, mà hy vọng là sẽ trên cương vị là một kỹ sư của hãng á, thì em sẽ có những cái recommend, những cái đề nghị khi mà mình thực hiện trên siêu âm. Tại vì các bác sĩ biết rất là nhiều khi trong một cái đơn vị bệnh viện của mình á có rất là nhiều hãng siêu âm, thì mỗi hãng siêu âm nó đều có một cái cách điều chỉnh hình ảnh khác nhau, và nhiều khi mình làm trên một cái máy siêu âm này quen rồi, khi mà mình đến làm trên một cái máy siêu âm khác thì nhiều khi nó lại gây khó khăn cho mình, nó làm cho cái quy trình của mình bị chậm lại, hoặc là cái hình ảnh nó không có phù hợp với mắt của mình nữa. Vậy thì hôm nay sẽ chia sẻ với các anh chị về cách như thế nào để mình tối ưu hóa cái hình ảnh, mục đích chính sao cho nó phù hợp với mắt của mình ha, và đạt được cái chất lượng hình ảnh tốt nhất trên từng máy. Rồi thì hôm nay em chia sẻ có 3 phần chính. Thứ nhất là các khái niệm đặc trưng của siêu âm, mình đi từ rất là cơ bản trước, rồi sau đó là cái cách để mình tối ưu hóa cái hình ảnh siêu âm. Tối ưu hóa mình có gì ạ? Có 2 đề, mình có Doppler, và hai cái công cụ chính nhất của siêu âm khi mà mình thực hiện siêu âm, và một số cái xảo ảnh thường gặp
Xưa ông à. Rồi về sóng siêu âm thì mình đã làm qua, mình học qua những cái lớp về siêu âm thì họ cũng đã nói rồi, cho nên là em cũng không có focus nhiều vào cái phần này. Em chỉ lưu ý mọi người là những cái tần số về siêu âm một chút xíu. Đối với siêu âm chẩn đoán các anh chị thì thường cái tần số của siêu âm sẽ rơi vào khoảng từ 22 đến 23 MHz. Hiện tại là tần số siêu âm cao nhất của các hãng máy siêu âm. Mà cái đặc trưng của tần số này thì sao ạ? Cái đặc trưng của tần số này thì tần số càng cao thì độ xuyên thấu càng giảm, nhưng mà chất lượng hình ảnh thì nó càng tốt, nhưng mà ở trường gần thôi ha. Có nghĩa là sao? Khi mà sử dụng một tần số cao thì các chị chỉ khảo sát được những cái cơ quan ở vùng nông và những cái tạng nhỏ ở vùng nông là chính. Còn đối với những cái đầu dò mà có siêu âm với tần số thấp thì mình sẽ dùng để khảo sát những cái tạng lớn nằm ở sâu, chẳng hạn như gan và tim, thường thì sẽ sử dụng cái tần số siêu âm rất là thấp để nó tăng cái độ xuyên thấu lên. Rồi về cấu tạo của đầu dò thì cái đầu dò là cái rất là quan trọng trong một cái máy siêu âm. Mình khảo sát cái cơ quan gì thì mình nên chọn đúng cái đầu dò đó, và thường cấu tạo của đầu dò là tinh thể gọi là crystal. Thì hiện tại về công nghệ, về công nghệ đầu dò nó có ba loại công nghệ đầu dò. Thứ nhất là công thể crystal bình thường, thứ hai đó là đầu dò ma trận, đâu đó các anh chị sẽ có nghe đầu dò ma trận, thứ ba đó là đầu dò đơn tinh thể. Thì mỗi cái nó có một cái ưu nhược điểm khác nhau, nhưng mà nói về chất lượng hình ảnh thì đầu dò ma trận sẽ về chất lượng ảnh sẽ tốt hơn đầu dò tinh thể khoảng 10-15%. Tương tự như vậy, đầu dò đơn tinh thể thì cũng sẽ tốt hơn. Nhưng mà nói về giá thì đầu dò ma trận và đầu dò đơn tinh thể rất là đắt, và độ bền thì nó sẽ không cao như là cái đầu dò tạp ảnh bình thường. Thành thử ra nếu mà với cái ngân sách của mình không có quá cao để mình trang bị một cái máy rất xịn thì mình có thể sử dụng những cái đầu dò bình thường thôi, nhưng mà cái đầu bền nó rất là cao. Rồi một số cái đầu dò thường sử dụng nhất trong hồi sức là ba đầu dò chính: convex, linear, tim, thì các chị đã biết ha. Còn đối với nhi thì thường mình sẽ chọn những cái đầu dò sẽ có tần số cao hơn. Ví dụ đối với đầu dò linear thì từ 6 đến 18 MHz. Đầu dò là bây giờ là đầu dò đa tâm thì có thể điều chỉnh cái hình ảnh, điều chỉnh cái tần số tùy theo cái thể trạng của bệnh nhân. Thì đối với nhi mình điều chỉnh cái tần số lên cao nhất không có thể mà đầu dò cho phép. Đầu dò seeker, đầu dò seeker là dạng đầu dò tim, thì mình có thể chọn những cái loại đầu dò cao có tần số cao như là lên tới 4 hoặc là 6 MHz. Thường là đầu dò tim sẽ từ 2 đến 6 MHz, nhưng mà đối với nhi thì mình có thể chọn đầu dò đến 4, 5 hoặc là 6 MHz, tùy. Đầu dò convex cũng vậy, đầu dò convex cũng vậy. Khi mà mình làm cái nhi mà mình đang có cái đầu dò convex cho người lớn thì mình nên chỉnh cái tần số của nó lên mức đạt ở mức cao nhất, mà nó có thể lên 5 hoặc là 6. Rồi suy hao tín hiệu, sự suy hao tín hiệu trong siêu âm. Khi mà một cái tia siêu âm nó qua cơ thể thì nó phải trải vào mất vào 4 cái giai đoạn suy hao của nó. Thứ nhất do phản xạ. Thứ hai là do cái cơ quan của mình nó hấp thu nhiệt và nó tạo nhiệt, hấp thu và nó tạo nhiệt. Thứ ba là nó sẽ qua một cái hiện tượng gọi là khúc xạ, khi mà nó xuyên qua hai cái môi trường không đồng nhất. Thứ tư đó là tán xạ, khi mà mật độ môi trường nó nhỏ hơn so với cái bước sóng xoắn rất là nhiều thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng tán xạ. Thì bốn cái hiện tượng này là bốn cái hiện tượng bắt buộc phải có khi mà một tia siêu âm nó đi vào cơ thể. Vậy thì khi mà tia siêu âm nó dựng lên một cái hình siêu âm thì nó chỉ nhận lại cái tia phản xạ này thôi, cho nên mình gọi nó là hồi âm hoặc là echo, thì tùy vào cái khác biệt. Cho nên nhiệm vụ của các nhà siêu âm là làm sao từ những cái tia phản xạ ít ỏi này mà mình dựng được một cái hình tốt nhất, một cái hình rõ nét nhất trong cái hình siêu âm, thì đó là nhiệm vụ của các nhà sản xuất máy siêu âm. Một số khái niệm hồi âm trong siêu âm thì mình có hồi âm dày hay là echo dày. Đây là một cái khoảng hồi âm sáng, mình nhìn cái hình siêu âm mình thấy nó sáng, đó là hồi âm dày. Hồi âm đồng nhất
đầu nhất. Ví dụ mình khảo sát một cái gan, trên nguyên cái đầu gan đó mình không thấy cái gì bất thường thì mình sẽ nói là hồi âm đầu nhất. Hồi âm kém thì nó có một cái cái echo kém, là nó là hơi tối đi, trên hình ảnh siêu âm thì nó sẽ hơi tối đi một chút xíu. Và hồi âm trống là coi như là nó đen thui luôn. Thì đó là cái khái niệm về hồi âm. Khi mà mình khảo sát, mình phát hiện một cái bất thường gì đó trên một cái nền bình thường thì mình sẽ mô tả nó như vậy. Vị trí đầu dò, cái này rất là cần thiết nha các anh chị. Mỗi cái đầu dò nó đều có một cái là cái indicator hay là cầu cơ, hoặc gọi là cái road marker để nó đánh dấu cái chiều, đánh dấu cái chiều đầu dò và cái chiều hình ảnh. Khi mà mình cầm bất kỳ một cái đầu dò sơn nào thì điều đầu tiên là lúc nào mình cũng phải ghi nhớ là cái road marker nó nằm ở đâu, cái road marker nó nằm ở đâu. Ví dụ đối với một số cái đầu dò nó có cái đèn, ví dụ như là đầu tiên này nó sẽ có một cái đèn để đánh dấu là cái road marker, hoặc là cái đầu dò linear hoặc là real context thì nó có, sẽ có một cái g để khi mà mình cầm cái đầu dò mình sẽ biết cái hướng chiều của hình ảnh. Khi mà mình di chuyển qua trái qua phải thì cái chiều của hình ảnh nó sẽ di chuyển ra, mình biết cái chiều của hình ảnh nha. Đặc biệt là trong thủ thuật, các bạn phải biết, các chị phải biết là cái road marker nằm về chỗ nào. Tại mình biết khi mà mình đi kim, khi mà mình đi kim á thì chân cái hình xoay của mình sẽ đi kim đi từ hướng nào qua, từ hướng trái qua hay từ hướng phải qua. Phải lưu ý những cái vấn đề. Rồi về chiều của hình ảnh thì trong siêu âm mình có ba cái triệu chứng. Thứ nhất là một mặt cắt ngang, mặt cắt ngang, cắt ngang đây, hình ảnh của một cắt ngang, mặt cắt ngang ha, cái đầu lâu của mình sẽ cắt ngang, ví dụ trong siêu âm lên một cái tay như vậy, cắt ngang đây, cắt ngang đây. Một mặt cắt thứ hai là mặt cắt dọc giữa, đây là cắt dọc giữa, đây là sau dài đi ha, đây là rồi, đây là cắt dọc tôn, từ bên trái qua bên phải, giữa thì là trước, sau, các mốt cơ bản trong siêu âm, mỗi mốt trong siêu âm nó đều có một cái giá trị nhất định, mỗi mốt trong siêu âm nó có một cái giá trị nhất định. Vậy thì những cái mốt cơ bản đó là gì? Thứ nhất là 2D, thì chắc thì là biết rồi, 2D doppler và brightness mode. Thứ hai đó là amber mode hay còn gọi là PM mode. Thì cái nhiệm vụ của amber mode đó, nó sẽ giúp cho mình biết được cái khoảng cách và đối với những cái cơ quan có phần đầu nó sẽ mổ lên một cái đường như vậy, mình sẽ có thể đo được cái khoảng cách và thường sử dụng nhất là trong phim mặt. Doppler màu nó cũng có nhiệm vụ của nó. Nhiệm vụ chính của doppler màu là xác định hướng của dòng chảy, xác định hướng của dòng chảy, và nó biết được cho mình là nơi đó có dòng chảy hay không, và nó xác định được một phần nào cái vận tốc của dòng chảy, xác định một phần nào vận tốc của dòng chảy. Tại sao nói vậy? Tại vì ở đây mình có thể xét được một cái scale cho nó, một cái vận tốc cho nó. Thì mình nhìn đây mình sẽ biết được hướng của dòng chảy, mình nhìn đây mình sẽ biết có dòng chảy, nhưng mà mình không biết thực chất nó là vận tốc là cụ thể là bao nhiêu. Vậy thì để biết được cái vận tốc của nó, mình có doppler xung. Doppler xung thì sẽ xác định được chính xác cái vận tốc của con chảy. Rồi giống giống như doppler màu thì nó có một cái doppler gọi là doppler năng lượng. Vậy thì khi nào mình sử dụng doppler màu, khi nào mình sử dụng doppler năng lượng? Doppler năng lượng nó giống như doppler màu đó các anh chị, nhưng mà nó không có giới hạn vận tốc. Có nghĩa là những cái vận tốc nhỏ hay là những cái vận tốc lớn nó đều bắt được hết, nó đều hiển thị bằng màu được hết. Nhưng với doppler màu thì không phải. Nếu mà mình cài đặt cho nó một cái vận tốc quá cao, nhưng mà mình lại khảo sát một cái dòng chảy có vận tốc quá thấp thì nó lại bắt không được. Hoặc là mình sử dụng cái doppler năng lượng khi mà trong những cái trường hợp cần thiết, chẳng hạn như là mình muốn xác định là nơi đó có bị viêm nhiễm hay không. Thường thì viêm nó sẽ có xung huyết, xác định yes or no thôi. Thì mình sử dụng cái doppler năng lượng này nó rất là nhanh. Mình không cần biết là chiều nó đi tới đâu, hướng nó đi tới đâu, mình không cần biết. Mình chỉ cần biết là nơi đó nó có tưới máu là được. Vậy thì mình sử dụng cái doppler năng lượng này nó rất là nhanh. Mình không có phải hiệu chỉnh cái vận tốc,
không có bay được những cái baseline. Rồi một cái Doppler nữa đó là Doppler liên tục. Doppler liên tục thường sẽ sử dụng đối với những cái vận tốc lớn và khảo sát thông tin. Rồi một số cái lưu ý thực hiện khi mà mình làm thủ thuật hai anh chị. Thứ nhất là mình phải có cái bao đầu dò để tránh cái là những bệnh nhân nó tiếp xúc với đầu dò để chéo từ bệnh nhân này sang bệnh nhân kia, gieo vô trùng, găng tay vô trùng. Chút xíu thì chị Đào sẽ nói rõ hơn về cái phần này. Tiếp theo đó là cái cách mà mình để cái máy sao cho mình nhìn cái hình ảnh nó tiện nhất để mình làm. Thì có ba cách. Thứ nhất là mình để cái máy mà nó đối diện với mình, để cái máy đối diện với mình. Thứ hai là mình để cái máy nó cùng bên với mình, nó cùng một bên với mình. Ví dụ mình làm bên phải của bệnh nhân, bên phải à bên trái của bệnh nhân, nhưng mà hướng đến đầu của bệnh nhân là các chị, đây là cái hướng đầu của bệnh nhân ha. Đó thì mình sẽ để nó cùng bên với mình, và mình có thể để nó cùng bên với mình nhưng mà một cách khác là hướng về chân của bệnh nhân. Để chi? Mình cố gắng sao cho nó trực diện với cái mắt của mình nhất. Mình không phải là tròn, mình không phải là nghiêng như vậy. Tại vì khi mà các anh chị làm mà các anh chị nghiêng như vậy thì rất là đau ha. Mình chịu khó mình di chuyển nó cùng bên với mình để mình quan sát cho nó tiện. Rồi, đó là một số cái khái niệm rất là cơ bản. Rồi, em xin phép qua cái phần tiếp theo là cái phần điều chỉnh máy xong. Đây là cái phần chính nè, đây là phần chính, phần hay nè. Ngoài cái việc mà sau khi mà em chia sẻ với các anh chị xong thì ngoài những cái máy xoay của CE thì các anh chị có thể điều chỉnh được tất cả những cái máy khác khi mà các anh chị gặp. Em đã hỏi như vậy. Rồi, đối với một cái máy xoay bình thường thì nó sẽ có những cái thiết kế gần như là giống nhau.